Hiệp hội bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố báo cáo diễn biến thị trường địa ốc Thành phố Hồ Chí Minh và cảnh báo về thực trạng giảm tốc ở nhiều phân khúc trong nửa đầu năm 2018. Cụ thể trong hai quý đầu năm, tổng nguồn cung sản phẩm nhà ở của các dự án trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giảm đến 44,5%, trong đó phân khúc cao cấp giảm 25,9% nhưng vẫn chiếm 41,8% tổng nguồn cung. Phân khúc trung cấp giảm 32,6% chiếm 37,7% nguồn cung. Phân khúc bình dân sụt giảm mạnh đến 69,7%, chỉ còn chiếm 20,5%. Đây là biểu hiện lệch pha cung cầu đáng quan ngại, bởi lẽ trong thị trường bất động sản phát triển bền vững, cân bằng thì phân khúc căn hộ bình dân, nhà vừa túi tiền phải chiếm tỷ lệ lớn nhất. Tiếp theo là phân khúc trung cấp và căn hộ cao cấp chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ. Bên cạnh nguồn cung lao dốc mạnh, hoạt động mua bán chuyển nhượng dự án bất động sản M&A sụt giảm, chỉ có 6 trên 15 hồ sơ chuyển nhượng dự án đủ điều kiện được chấp thuận. Ngoài ra, hiệp hội cũng bày tỏ quan ngại về những cơn sốt đất ảo làm méo mó thị trường. Từ đầu năm 2017 đến tháng 6 năm 2018, thành phố Hồ Chí Minh đã xuất hiện hai đợt sốt ảo giá đất nền tự phát, đất nông nghiệp phân lô trái phép tại một số quận ven và huyện ngoại thành thêm vào đó trên thị trường đang tồn tại một phần không nhỏ tín dụng tiêu dùng bị sử dụng sai mục đích chuyển hướng vào đầu tư kinh doanh bất động sản tiềm ẩn nhiều rủi ro môi trường kinh doanh bất động sản chưa minh bạch chưa lành mạnh vẫn còn dấu hiệu lợi ích nhóm chủ nghĩa tư bản thân hữu đã tác động làm nản lòng các doanh nghiệp làm ăn chân chính gây cản trở cho doanh nghiệp trong việc tiếp cận nguồn lực đất đai hay là vốn theo đánh giá của Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh, hiện tượng giảm tốc và những bất ổn trên là chỉ dấu rõ rệt nhất của sự phát triển thị trường bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh đang thiếu bền vững và cần sự quan tâm, giám sát cảnh báo thận trọng hơn trong thời gian tới. Tuy nhiên, hiệp hội vẫn bảo lưu quan điểm thị trường chưa xuất hiện bong bóng bất động sản, mặc dù trên thực tế, một số doanh nghiệp đã lên kế hoạch ứng phó khi thị trường có diễn biến xấu trong thời gian tới.